chương 1831, sai rồi tất cả đều sai rồi. Diêm Tuấn Nghị cùng ta cũng không có gì giao tình, đứng ở mà tiên sinh góc độ nói ra nói như vậy, cũng coi như bình thường. Hạng khai lại chớp mắt không nháy mắt hướng ta trên người nhìn lại đây. Ta xua tay nói, lão lưu, bảo vệ bọn họ hùng phách, tương lai đem bọn họ đưa vào địa phủ. Là. Lão lưu không đợi bọn họ mấy cái nói chuyện liền lay động cây quạt thả ra quỷ thần, không khỏi phân trần hướng hạng khai vài người trên người nhào tới. Mấy cái quỷ thần tuy rằng không có giết người tính toán, nhưng là thắng ở thực lực cường hãn, hạng khai bọn họ lại là tân quỷ chiến lực không cường, chẳng được bao lâu, liền cấp mấy cái quỷ thần che miệng, túng cánh tay cấp bắt trên mặt đất. Đêm tối kêu lấy ra cấm hồn túi, đem hạng khai bọn họ một đám trang đi vào, hung hăng trác khẩn khẩu tử, không cho hạng khai bọn họ ra tiếng, mới thật cẩn thận đem cấm hồn túi thu lên. Ta không nghĩ trả lời hạng khai bọn họ vấn đề, là bởi vì, ta không có thời gian cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Mang đi hạng khai, là tưởng đem bọn họ đưa vào địa phủ nhìn xem có thể hay không cho bọn hắn mưu cái sai sự bọn họ cứ như vậy hôi phi yên diệt quá đáng tiếc tu thành quỷ thần đối bọn họ tới nói chưa chắc không phải một loại trọng sinh ta quay đầu nhìn về phía lão lưu lão đông tây ngươi như thế nào liền như vậy nhìn hạng khai bọn họ đã chết ngươi là sớm biết rằng bước định sẽ đối bọn họ xuống tay đúng không như thế nào sớm không ngăn cản bốn cái mà tiên sinh a à. đáng tiếc lão lưu lắc đầu nói chúng ta bị đem thần áp chế quá tàn nhẫn tưởng ở trước mặt hắn động tay chân đều không kịp. Còn có, chủ công, ngươi tới xem. Lão lưu đem ta đưa tới hạng khai thi thể trước mặt, rút ra ngực hắn thượng bỏ mạng câu. Ta lúc này mới thấy, hạng khai bỏ mạng câu thượng dính vào một chuỗi màu xanh thẩm vết máu. Đây là, ta cẩn thận phân biệt một chút mới nói nói, thi độc. Đối. Lão lưu gật đầu nói, này thi độc không ngừng hạng khai trên người có, những người khác trên người cũng có. Diệp Dương xoay người sang chỗ khác, đem trừ bỏ hạ tiểu thiên ở ngoài sở hữu thi thể đều tra xét một lần, bọn họ đều trúng thi độc, hơn nữa là độc nhập tâm mạch. Lão Lưu, ngươi không có việc gì đi. Đa tại Diệp đương gia quan tâm. Lão Lưu cười nói, có lão hắc ở ta bên cạnh, đem thần muốn hạ độc cũng không có cơ hội. Ta hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết, không phải thắng câu hạ độc. Đêm tối kêu lắc đầu nói, thắng câu không có như vậy bản lĩnh. Hắn thi độc tuy rằng cũng có thể xâm nhiễm thiên cương cảnh giới cao thủ, nhưng là đến trảo thương, hoặc là cắn thương đối phương, thấy huyết hạ độc mới được. Nhất vô dụng, thắng câu cũng đến đem thi độc bột phát ra tới, đem phụ cận không gian toàn bộ nhuộm dần độc khí. Như vậy vô thanh vô tức hạ độc người, chỉ có đem thần có thể làm được đến. Lão Lưu nói, đem thần đối bọn họ sử dụng thi độc, cũng không thông báo quá bước đình. Bước đình lại lần thứ hai đối bọn họ hạ xà độc. Xà độc phát tác, thi độc tự nhiên sẽ bị kích phát. Từ bọn họ độc phát kia một khắc khởi, ta liền cứu không được bọn họ. Ta lúc này mới gật gật đầu, đem thần đây là làm cái quỷ gì hắn muốn khống chế hữu bốn vệ hắn vì cái gì không trực tiếp uy hiếp đối phương dựa theo lẽ thường đem thần ở đối phương trên người hạ độc lúc sau hẳn là mở miệng uy hiếp làm cho bọn họ không dám ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này đi mở ra đế vương lăng tẩm nên đón đế vương trở về hắn cố tình lại không làm như vậy như vậy hạ độc còn có cái gì ý nghĩa sao ta trầm ngâm một lát nói trước mặt kệ bọn họ đi trước tìm ta lão cha nói cho hắn nơi này là ngũ phương mộ chờ một chút lão lưu khiếp sợ nói chủ công ngươi nói cái gì ngủ phương mộ ta ngắn gọn đem linh phỏng đoán nói một lần lão lưu sắc mặt kịch biến chi gian liên tục dậm chân nói sai rồi tất cả đều sai rồi mau chủ công mau đi cứu nhiếp tiểu thuần các nàng nguy hiểm ta tức khắc ngốc có ý tứ gì không có thời gian giải thích mau đi tìm nhiếp tiểu thuần chúng ta trên đường nói lão lưu xoay người liền phải chạy đêm tối kêu đi lên đem lão lưu bắt lại cấp ném tới chính mình trên người ngươi cùng chủ công nói chuyện ta mang theo ngươi chạy Muốn nói tốc độ nói, lão lưu thật đúng là liền không có đêm tối kêu mau. Lão lưu ghé vào đêm tối kêu bối thượng gấp giọng nói, chúng ta tất cả đều nghĩ sai rồi, đem thần chính là đế vương. Ngươi nói cái gì? Ta nửa ngày không có phản ứng lại đây, đem thần chính là đế vương. Ngươi chưa nói sai đi. Đêm tối kêu không quen biết đem thần, vẫn là không quen biết đế vương. Hắn có thể đem người tính sai sao? Lão lưu giải thích nói, là ta nói quá nóng nảy, con ngươi nghe ta từ từ cho ngươi giải thích. Ta ý tứ là, đem thần vẫn là đem thần, nhưng là hắn cũng không phản bội đế vương. Mà là, đế vương lưu tại nhân gian giám sát. Tám vệ nên đón đế vương trở về, đầu tiên đến cấp đế vương tìm được thích hợp thân hình. Cái này thân hình, chẳng lẽ nhất định đến là đế vương di hài sao? Vì cái gì không thể là đem thần? Ta lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, ý của ngươi là, đem thần mới là chân chính đế vương thân hình. Đế vương ý chí một khi trở về, đem thần liền sẽ nhường ra thân hình. Này! Này có điểm làm điều thừa đi. Ta nói, chẳng lẽ đế vương thi hài không cần muốn sao? Đêm tối kêu lại vào lúc này ngắt lời nói, ta cảm thấy sư gia nói rất đúng, đem thần không có hóa cương phía trước, thực lực gần là so với chúng ta hơi cao một bậc mà thôi, không có khả năng giống như bây giờ dễ dàng nghiền áp ta cùng thắng câu. Đem thần trên người nhất định cất giấu cái gì bí mật? Chương 1832, Lão Lưu suy đoán. Ta còn là không nghe minh bạch Lão Lưu cùng đêm tối kêu ý tứ, ngươi nói này đó, chỉ có thể chứng minh đem thần thực lực bỗng nhiên bạo trướng, này cùng hắn có phải hay không đế vương có quan hệ gì lão lưu vội la lên ngươi như thế nào vẫn là không rõ chúng ta ánh mắt tất cả đều tập trung ở đế vương thi hài thượng ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất không có đế vương thi hài sẽ thế nào ta tức khắc ngốc ngươi là nói đế vương thi hài đã sớm hủy hoại lão lưu giải thích nói chủ công ngươi không phải cũng vẫn luôn cảm thấy đế vương bởi vì tìm kiếm đế hậu mà mất tích cũng không hợp lý sao đế vương vì cái gì tìm không thấy đế hậu vẫn luôn là trong lòng ta một cái nghi hoặc đế vương là thuộc nói chi vương, này tu vi tự không đợi ngôn. Đế vương thủ hạ nhân tài đông đúc, lại cùng ngay lúc đó thuộc nói đệ nhất nhân chính quan đạo nhân dịp ngàn dương kết nghĩa kim lan. Nếu đế hậu còn ở nhân gian, cho dù là trốn vào bí cảnh, cũng nên lưu lại dấu vết để lại. Vì cái gì lúc ấy hùng bá thuộc nói đế vương, tìm không thấy đế hậu nơi. Đến nỗi nói, đế hậu tiến vào luân hồi cách nói. Ta vẫn luôn cũng tồn tại hoài nghi. Dựa theo, linh bọn họ mang đến tình báo xem, địa phủ văn thần giữa có người che giấu đế hậu luân hồi lúc sau hướng đi người nọ có thể che giấu đế hậu một đời luân hồi chẳng lẽ còn có thể che giấu đế hậu đời đời kiếp kiếp sao lão lưu xem ta không nói gì lại tiếp theo giải thích nói ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng đế vương đế hậu đã sớm đã hôi phi yên diệt hoặc là đế hậu chính là thiên hồn đế vương sớm tại nàng trong tay hồn phi phách tán ta theo bản năng dừng bước ngươi nói cái gì ta gần ngốc lập vài giây lúc sau liền phản ứng lại đây lão lưu theo như lời hết thảy mới là lớn nhất khả năng lão lưu nói chủ công ngươi ngẫm lại nếu đế hậu không phải đến từ thiên lao địa phủ nhân gian vì cái gì đều tìm không thấy nàng tung tích liền tính là đế hậu từ hoàn tuyền nhập cư trái phép mà đến địa phủ nơi đó cũng nên lưu lại dấu vết để lại vì cái gì địa phủ tìm không thấy đế hậu lai lịch cùng hướng đi địa phủ văn thần che giấu lại hảo cũng không có khả năng trộm nhập chuyển luân điện đem bên trong về đế hậu ghi lại hết thảy tiêu hủy đi địa phủ không có đế hậu dấu vết nhưng tra có phải hay không đại biểu đế hậu cũng là giống luân hồi thánh chủ giống nhau, là cắn nuốt vô số đồng loại thiên hồn. Ta không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, lão lưu, loại này suy đoán không thể nói bừa, ngươi còn có chứng cứ sao? Lão lưu nói, ngươi ngẫm lại bàn cô phương. Lão lưu nói, bàn cô phương là đế vương tả tướng A. Từ xưa đến nay, chỉ có tài trí bình thường đương hoàng đế, nhưng không có tài trí bình thường có thể làm tệ tướng. Bàn cô phương dựa vào cái gì có thể nhúng tay đế vương gia sự, lại vì cái gì có thể cho đế vương thành lập tam cung này hết thảy bất chính là thuyết minh bàn cô phương lúc ấy đã đối đế hậu thân phận sinh ra hoài nghi lúc này mới đẩy ra tam cung chống lại đế hậu ta hơi một suy nghĩ liền nói người nói có đạo lý lúc ấy đêm tối kêu cho ta giảng thuật tam cung ngọn nguồn thời điểm nói qua đế vương lúc ấy là vì kích thích đế hậu mới cố ý làm ra tam cung loại chuyện này đổi thành hiện tại ngôn tình tiểu thuyết nhưng thật ra có thể nói đến qua đi chính là đặt ở cổ đại đâu trước đừng nói có thể chuyên tình một người đế vương thiếu tới rồi có thể đếm được trên đầu ngón tay trình độ. Đơn chính là đế vương thân phận cùng tư duy phương thức, liền quyết định, hắn sẽ không làm ra như vậy ấu trĩ sự tình. Lão Lưu nói, chủ công, ngươi lại ngẫm lại, lúc ấy bàn cô phương ra vây lúc sau, vì cái gì trực tiếp tìm tới môn tới muốn mang đi linh cùng tàn thiên cơ. Nàng chính yếu mục đích, vẫn là không yên tâm đế hậu. Chẳng qua, này trong đó che giấu đế vương bí tân, không cho phép nàng nói ra tình hình thực tế. Lúc ấy, chúng ta ai cũng chưa đi hướng phương diện này suy xét. Ngươi cùng dịp đương gia lại trực tiếp ra tay đem bàn cô phương cấp giết, này đoạn bí tân cũng liền không người biết hiểu. Lão Lưu đem nói đến nơi đây, ta đã tin một nửa, còn có đâu? Ngươi còn có cái gì chứng cứ? Lão Lưu nói, chủ công, ngươi có cảm thấy hay không đế vương si tình, là ở diễn kịch. Ta nhịn không được cho mày đầu, có ý tứ gì? Lão Lưu nói, ta còn là cái kia câu nói, gian sơn cùng mỹ nhân, thiên hạ thương sinh cùng tuyệt sắc hồng nhan, cái nào càng trọng? đế vương trong lòng tự nhiên sẽ có cân nhắc. Nếu, đế vương ái mỹ nhân thắng qua Giang Sơn, hắn vì cái gì không trực tiếp truyền ngôi, ngược lại phải làm ra đủ loại bố trí làm chính mình ở riêng dưới tình huống trở về. Cho nên, ta cảm thấy đế vương trong lòng Giang Sơn càng trọng. Lão Lưu một đốn nói, nói như vậy, chúng ta liền có thể đến ra cái thứ hai suy luận. Đó chính là, đế hậu trốn vào luân hồi, đế vương vì cái gì nhất định phải đuổi sát mà đi. Đế vương từ luân hồi truy tung đế hậu, kết quả nhất định là đầu thai chuyển thế. Cùng nhau đầu thai, thanh mai trúc mã nghe tới là loại lãng mạn chính là đối với đế vương này hiện thực sao cho nên đây là một cái lớn hơn nửa mâu thuẫn ta lại đổi cái góc độ tưởng đế vương hoàn toàn có thể không vào luân hồi lấy hắn tu vi có rất nhiều biện pháp làm chính mình trường sinh bất tử nhất vô dụng hắn cũng có thể trở thành mượn mệnh người hướng địa phủ mượn tới mấy trăm năm thọ mệnh chờ đợi đế hậu chỉ cần đế hậu chuyển thế đế vương thủ hạ thiên mệnh sư là có thể tính đến đối phương nơi đế vương dẫn dắt ngàn quân nên đón đế hậu lại là cái gì quan cảnh Đế vương chuẩn bị kháng thiên liền yêu cầu ở nhân gian tích tụ lực lượng, hắn một mặt tích tụ lực lượng, một mặt chờ đợi đế hậu chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì một hai phải tìm kiếm cái loại này khổ tình thức lãng mạn? Khổ tình, lãng mạn đều không thuộc về đế vương. Chương 1833, lão lưu suy đoán nhị. Lão lưu nói không sai. Từ xưa đến nay càng là kiệt xuất đế vương, liền càng là sẽ không chuyên tình với một người. Trong lịch sử thiên cổ nhất đế, không phải không có tình yêu, chỉ là bọn hắn tình yêu hơn phân nửa cho giang sơn xã tắc cho lê dân bá tánh chỉ có hơn một nửa để lại cho nữ nhân mà này hơn một nửa còn phải là bị tam cung lục viện sở chia sẻ đế vương đã có bảo hộ thiên hạ chống lại thiên kiếp hoành viễn vì cái gì còn ở nhất nguy hiểm thời điểm ném xuống cơ nghiệp vứt bỏ bộ hạ một mình một người luân hồi trừ phi hắn có không thể không đi luân hồi lý do ta nghĩ đến đây mở miệng nói ý của ngươi là đế vương kỳ thật là tao ngộ ám toán mới không thể không đi luân hồi đối lão lưu gật đầu nói hơn nữa ám toán đế vương người rất có thể chính là đế hậu ta hoài nghi đế vương năm đó ở đế hậu trốn đi lúc sau cũng lấy này mạnh mẽ tu vi áp chế chính mình thương thế lúc này mới chống đỡ tới rồi an bài xong phía sau việc mới đem chính mình đưa vào âm dương khách điếm loại này chỗ bí ẩn ta nghe thế khi cũng đi theo nói ta hiểu được đế vương nhập luân hồi truyền thuyết giống như là đế hậu trốn đi giống nhau mang theo một cái vô pháp viên trở về lỗ hổng đó chính là không người có thể tìm được bọn họ hướng đi nếu đế vương đã tiến vào luân hồi khi không phải đại biểu cho luân hồi thánh chủ có thể dễ dàng tìm được đế vương triển khai đuổi giết chính là đem thần vì cái gì còn muốn tới âm dương khách điếm lão lưu nói ngươi còn nhớ rõ ngô vịnh tư nói qua đế vương ý chí đi luân hồi thánh chủ nếu phải đối đế vương xuống tay liền nhất định phải vĩnh tuyệt hậu hoạn vô luận là đế vương thân hình vẫn là hồn phách đều cần thiết tất cả phá hủy duy độc vô pháp phá hủy chính là đế vương ý chí đem thần hẳn là chính là đế vương tuyển định người thừa kế hắn lại đây là muốn kế thừa đế vương ý chí này một nước cờ đế vương cùng đem thần cần thiết phải đi chẳng sợ rõ ràng biết đế vương đã không có khả năng trở về bọn họ vẫn là muốn tới âm dương khách điếm dẫn động đế vương ý chí chiêu cáo thiên hạ đế vương trở về phải biết rằng đế vương đã thành thuật nói hy vọng thành mọi người tinh thần ký thác luân hồi thánh chủ một khi hủy diệt cái này hy vọng thuật nói sẽ chưa chiến trước bại đế vương cần thiết muốn lựa chọn phải vì thuật nói giữ lại cái này hy vọng lão lưu nói tới đây không khỏi thở dài nói đáng tiếc a à. chúng ta tất cả mọi người không có thể đứng ở trời cao nhìn xuống toàn cục a à. đều thành luân hồi thánh chủ trong tay quân cờ luân hồi thánh chủ mới đương được với chân chính cờ thiên cờ chủ a à. ta nháy mắt minh bạch lão lưu ý tứ hắn là nói luân hồi thánh chủ chỉ là dùng một cái nho nhỏ mưu kế khiến cho chúng ta hai giới đường thân thủ xóa sạch thiên đạo để lại cho thuật nói sinh cơ dựa theo thuật sĩ cách nói thiên đạo vô luận ở khi nào đều sẽ cho người ta lưu lại một tia sinh cơ chỉ là rất nhiều người nhìn không tới cũng rảo không được này một tia sinh cơ mà thôi thế gian đã không có đế vương thiên đạo liền sẽ lại an bài một cái đế vương giáng thế cấp thuật nói lưu lại hy vọng luân hồi thánh chủ lại lợi dụng luân hồi tư cho chúng ta tạo thành một loại biểu hiện giả dối luân hồi tư muốn khống chế đế vương cũng chính bởi vì vậy thuật nói mới có thể vì tranh đoạt khí vận từng người bồi dưỡng tân tú chính là những người đó lại đều chết ở hai giới đường đao hạ ta vì đối phó luân hồi tư còn trực tiếp tản mất đế vương khí vận nếu đem thần không thể kế thừa đế vương ý chí thuật nói hy vọng liền sẽ ở bị mai táng ở cái này âm dương khách điếm lão lưu gõ đêm tối kêu bả vai nói ta lúc trước vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đối phó đem thần mới làm nhiếp tiểu thuần bọn họ đi rồi yêu vực ta không nghĩ tới đem thần sẽ là đế vương người thừa kế hắn vì có thể thuận lợi kích khởi đế vương ý chí sẽ diệt trừ sở hữu tai họa ngầm đặc biệt là cùng đế hậu có quan hệ tai họa ngầm càng là ở hắn cần thiết diệt trừ mục tiêu giữa cái này nhiếp tiểu thuần các nàng nguy hiểm lão lưu lời vừa ra khỏi miệng ta cũng nóng nảy nhiếp tiểu thuần bọn họ bên kia cũng không có cũng đủ tung hoành yêu vực cao thủ dựa vào vương đồ tể nói chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình nếu đem bọn họ đối thủ bên trong hơn nửa một cái đem thần ta không dám đi tưởng tượng cái loại này hậu quả ta cưỡng chế trong lòng hoảng loạn nói đêm tối kiêu lấy đem thần tính cách hắn thấy nhiếp tiểu thuần bọn họ lúc sau sẽ ở trước tiên động thủ sao sẽ đêm tối kiêu nói đem thần hiện tại đã không có thời gian đi phân biệt ai là nằm vùng. Chỉ cần hắn hơi có hoài nghi liền sẽ đau hạ sát thủ. Con. Hạng khai, bước u minh bọn họ chính là tốt nhất ví dụ. Đêm tối kêu vừa chạy vừa nói, nếu, chúng ta tao ngộ đem thần, ta lưu lại cùng bọn họ chu toàn, các ngươi mang theo nhiếp tiểu thuần đi mau. Ta kéo không được đối phương bao lâu. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Lòng ta phiền ý loạn đáp lại đêm tối kêu một câu, cũng nhanh hơn bước chân. Đêm tối kêu nói không sai, chúng ta những người này thêm ở bên nhau, dùng tới liều mạng biện pháp đều không phải đem thần đối thủ dứt qua đi tìm đem thần không thể nghi ngờ là đang nghe thiên từ mệnh ta bỗng nhiên nhìn về phía lão lưu nói lão lưu ngươi có thể liên hệ thượng triệu nguyệt trúc sao lão lưu do dự nói có thể nhưng thật ra có thể nhưng ta hiện tại còn không dám khẳng định triệu nguyệt trúc chúng ta chỉ có thể đánh cuộc bằng không tất cả mọi người đến chết ở nơi này ta cắn răng nói ngươi chạy nhanh liên hệ triệu nguyệt trúc làm nàng nghĩ cách tìm được nam cung trấn Hiện tại duy nhất có thể đối phó đem thần người chính là Nam cung Trấn. Lão Lưu, chúng ta mệnh giao cho ngươi. Chương 1834, lão Lưu mượn đao. Các ngươi đi tìm Triệu Nguyệt Trúc, làm nàng mang theo các ngươi tìm Nam cung Trấn. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều đến làm Nam cung Trấn cùng chúng ta hợp tác đối phó đem thần, mau đi. Ta cùng Diệp Dương đồng thời gia tốc lướt qua lão Lưu, nhằm phía yêu vực phương hướng. Đêm tối kêu trong giây lát dừng bước, cũng mặc kệ lão Lưu phản không phản đối, cổng hắn liền trở về chạy đêm tối kêu trở lại trung vực bên cạnh, đem lão lưu thả xuống dưới, lão lưu vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Đêm tối kêu vội la lên, lão lưu, đừng chủ làm ngươi liên hệ triệu nguyệt trúc, ngươi như thế nào không động thủ a? À? Lão lưu lắc đầu nói, chủ công làm ta liên hệ chính là triệu nguyệt trúc, cũng không phải là ánh trăng trộn. Luân hồi thánh chủ đem giang hồ làm bàn cờ đánh cờ thiên đạo, ai có thể bảo đảm ánh trăng trộn không phải trong tay hắn quân cờ. Hiện tại ai có thể phân rõ ánh trăng trộn chân chính mục đích? chính là đêm tối kêu lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu, chính là không liên hệ khách điếm chi chủ nam cung trấn, ai có thể đối phó được đem thần A. Lão Lưu nói, ta không liên hệ ánh trăng trộn, không đại biểu liên hệ không thượng nam cung trấn. Lão Lưu vừa thu lại trong tay quạt xếp, từ ba lô lấy ra tam căn hoàng hương. Tay trái về hoàng hương phần đuôi, tay phải thượng cây quạt thuận thế chém ra, đem tam căn hoàng hương nghiêng hướng chặt đứt lúc sau, mới điểm nổi lửa tới đem hoàng hương cắm ở trên mặt đất. Lão Lưu cái này động tác, ngay cả đêm tối kiêu cũng nhìn không ra hắn là muốn làm cái gì lão lưu giải thích nói đây là thâm thần thủ chi gian ám hiệu tên là mượn đao chuyên môn ở trong bí cảnh thỉnh quá cố thâm thần thủ ra tới trợ quyền hy vọng có thể đem nam cung trấn tìm ra đi đêm tối kiêu kinh ngạc nói ngươi hiểu thâm thần bí thuật không hiểu lão lưu nói ta chỉ là biết một ít giang hồ chuyện cũ thôi ta đã sớm dự đoán được chủ công bọn họ khả năng sẽ xuất nhập nào đó bí cảnh cho nên trước tiên làm chút công khóa ta không có thể tìm được thâm thần bí thuật, lại tìm được thâm thần thủ chi gian một ít ám hiệu. Mượn đao, chính là một trong số đó. Thâm thần thủ xuất nhập bí cảnh, ra xét thượng cổ bí ẩn, thường thường là cửu tử nhất sinh, rất nhiều xuất sắc thâm thần thủ đều hôn mê ở bí cảnh chỗ sâu trong, bọn họ hồn phách cũng bị cầm tù ở bí cảnh giữa không được mà ra. Sau lại thâm thần thủ, nếu phát hiện tiền bối đánh dấu, có thể dùng thâm thần thủ ám hiệu, triệu ra đối phương quỷ hồn, cho chính mình trợ quyền. Mượn đao thâm thần thủ, giống nhau muốn trả giá nhất định đại giới, chẳng qua, xem bọn họ như thế nào giao dịch. Lão lưu điểm hoàng hương đốt tới một nửa thời điểm, nơi xa bỗng nhiên nhấc lên một tầng sương mù. Nồng đậm sương mù, mau như dòng nước xiết hướng hai người trào dân mà đến khi, đêm tối kêu theo bản năng nhắc tới song trưởng, bày ra đề phòng tư thế. Lão lưu duỗi tay chế trụ đối phương thủ đoạn, đừng nhúc nhích. Lão lưu liền nói như vậy ngắn ngủn hai chữ, bốn phía đã bị sương mù sở vây quanh. Lấy đêm tối kêu nhãn lực, thế nhưng cũng nhìn không tới một mét có hơn đồ vật. Không lâu lúc sau, lão lưu thấy trong sương mù lộ ra một tia ánh đèn nhìn qua giống như là có người bưng một trảng đèn dầu hướng hai người trước người chậm rãi mà đến đối diện ánh đèn vẫn luôn hoạt động đến khoảng cách hai người không sai biệt lắm hai ba mễ xa vị trí thượng mới ngừng lại được đêm tối kêu lão lưu chỉ có thể thấy một chút ánh đèn ở không trung hơi hơi nhảy lên lại tìm không thấy cũng nhìn không thấy bưng đèn dầu người đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng cái kia bưng đèn dầu người không nói một lời đứng ở nơi đó đợi vài giây bỗng nhiên chuyển qua thân đi như là ma chơi giống nhau ánh đèn cũng bị hắn cấp che ở trước người biến mất bóng dáng. Lão Lưu vội vàng nói, bằng hữu dừng bước, ta có lời muốn nói. Người nọ lạnh lùng nói, các ngươi không phải thăm thần thủ, ta không cần thiết cùng các ngươi nói cái gì. Nếu, lúc ấy ta cũng ở đây nói, nhất định sẽ nói cho Lão Lưu, người kia thanh âm chính là Nam Cung Trấn. Lão Lưu cười nói, bằng hữu hà tất chấp nhất với tại hạ thân phận đâu. Giang hồ trợ quyền, vô pháp coi trọng một cái trao đổi, chúng ta có lẫn nhau yêu cầu đồ vật, vì cái gì không thể hợp tác ha ha, Nam Cung Trấn cười nói, thật lớn khẩu khí. Người ta tố chưa che mặt, ngươi như thế nào biết, ta nghĩ muốn cái gì? Lão Lưu nói, xin hỏi các hạ có phải hay không khách điếm chi chủ Nam Cung Trấn? Đúng là Lão Phu. Nam Cung Trấn đáp lại nói, bất quá, Lão Phu không có gì yêu cầu cùng ngươi giao dịch đồ vật. Xem ở các ngươi cùng thăm thần thủ còn tính có vài phần sâu xa phân thượng, Lão Phu không làm khó các ngươi, các ngươi đi thôi. Lão Lưu phe vẫy cây quạt nói, nếu, ta nói cho ngươi, ta trong tay có hoàng tuyền mật đương sao? Nam Cung Trấn nghe thấy Hoàng Tuyền Mật đương mảnh quay người lại nói, người có biết trêu chọc lão phu hậu quả. Lão Lưu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước đó, Lão Lưu đối thuyết phục Nam Cung Trấn một chút tin tưởng đều không có, giống như là Nam Cung Trấn nói như vậy, hắn kỳ thật không có gì đồ vật có thể lấy tới cùng Nam Cung Trấn giao dịch, càng đừng nói là mượn Nam Cung Trấn chi lực đi đối phó đem thần. Lão Lưu sở dĩ sẽ nhắc tới Hoàng Tuyền Mật đương, hoàn toàn là ở chạm vào vận khí. Hắn biết, thăm thần thủ nhất cảm thấy hứng thú, chính là thần thoại truyền thuyết lưu lại bảo tàng hoàng tuyền mật đương, cũng đúng là trong truyền thuyết đồ vật. Chẳng qua, lão lưu không nghĩ tới nam cung trấn phản ứng sẽ như thế to lớn. Chương 1835, sai rồi sẽ như thế nào? Lão lưu di động ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, rơi xuống ánh đèn phụ cận, liền bị thác ở giữa không trung. Lão lưu như cũ có thể thấy trên màn hình di động quang ở chất động, lại nhìn không thấy là ai cầm hắn di động lật xem. Lão lưu vẫn luôn ở nghiên cứu hoàng tuyền mật đương, cho dù ra cửa bên ngoài, cũng sẽ cầm di động ảnh chụp coi trọng vài lần. Nam Cung Trấn lật xem vài cái lúc sau, thanh âm lược hiện dùng dập nói, ngươi trong tay có mấy cuốn hoàng tuyền mật đương. Sáu cuốn. Lão Lưu cố ý nhiều lời hai cuốn. Nam Cung Trấn cưỡng chế trong lòng kích động nói, cuối cùng tam cuốn mật văn, ngươi nhận thức nhiều ít. Không tính quá nhiều. Lão Lưu biết, hoàng tuyền mật đương cuối cùng một quyển, xác thật có mấy thiên đặc thù văn tự. Lão Lưu ra biến điển tịch, cũng không biết rõ kia mặt trên viết đến tục cùng là thứ gì. Vì thế, Lão Lưu thậm chí chuyên môn đem thượng hưng ngôn tìm tới cùng nhau nghiên cứu, thượng hưng ngôn cũng phá giải không được mật văn ý nghĩa lão lưu cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách phá dịch mật văn mấy năm nay hắn nhưng thật ra mân mê ra một bộ phận mật văn nhưng cũng không phân tích ra mật văn chân chính hàm nghĩa nam cung trấn do dự luôn mãi mới nói nói ta muốn các ngươi giúp ta phá giải một đoạn mật văn các ngươi nghĩ muốn cái gì lão lưu nói chúng ta chỉ cần hai giới đường toàn bộ an toàn rút lui âm dương khách điếm điều kiện này không cao đi nam cung trấn kinh ngạc nói liền đơn giản như vậy ngươi không nghĩ muốn đế vương di hài. Lão Lưu lắc đầu cười nói, chúng ta đối đế vương di hài không có hứng thú, các hạ nếu là âm dương khách điếm chủ nhân, nói vậy đối khách điếm bên trong rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ, ngươi không phát hiện, nhà ta chủ công là bị bất đắc dĩ mới vào âm dương khách điếm. Đối đế vương thi hài sự tình, chưa bao giờ để bụng, liền tính các ngươi đem đế vương nghiền xương thành cho, nhà ta chủ công cũng sẽ không ngăn trở. Chúng ta ở ít lợi thượng kỳ thật không có gì xung đột. Không phải sao? Nam Cung Trấn ừ một tiếng nói, các ngươi đi theo ta. Các ngươi phá giải mật văn, ta đưa các ngươi ra khách điếm. Lão Lưu mở ra cây quạt, chúng ta hai giới đường người, đang ở bị đem thần đuổi giết. Công giá có phải hay không trước giải quyết rất đem thần vấn đề. Nam Cung Trấn hắc hắc cười nói, ta xem nhà ngươi chủ công tu vi không yếu, tự hồ còn có thể tăng thượng một đoạn thời gian, chờ các ngươi phá giải mật văn lại nói. Trên đời này nhưng không có gì chỉ chiếm tiện nghi, không trả giá mua bán đi. Lão Lưu phe phẩy cây quạt nói, tựa như bằng hữu theo như lời, mua bán cần thiết đến tự nguyện cũng đến công bằng bằng hữu không cảm thấy có mua có bán càng thích hợp một ít sao nam cung trấn ha ha cười nói sư gia nói rất đúng bên này thỉnh lão lưu cùng đêm tối kêu nhìn nhau liếc mắt một cái theo ánh đèn phương hướng đi qua hiện tại bọn họ có thể khẳng định chính là nam cung trấn vẫn luôn đều ở giám thị chúng ta mỗi người hành tung nếu không hắn cũng không có khả năng một nguồn kêu phá lão lưu thân phận hắn vẫn luôn không có xuất hiện là bởi vì hắn đang nhìn đem thần cùng mà tiên sinh giết hại lẫn nhau. Lão Lưu cùng đêm tối kêu đi phía trước đi ra mười mấy bước, rốt cuộc thấy Nam Cung Trấn bóng dáng, đối phương cũng không lo lắng lão Lưu bọn họ sẽ ở sau lưng đánh lén, liền như vậy đưa lưng về phía hai người ở phía trước không nhanh không chậm dẫn đường. Đêm tối kêu đi ra vài bước lúc sau, liền lặng lẽ truyền âm nói, chúng ta không ở trung vực không gian, ta nhớ rõ chúng ta đi ra phương hướng hẳn là có một đống lâu mới đúng. Lão Lưu cũng truyền âm nói, ngươi xem người nọ đỉnh đầu. Đêm tối kêu ngẩng đầu hướng về phía trước vọng thời điểm, ẩn ẩn thấy nam cung trấn trên đỉnh đầu mặt tựa hồ xuất hiện một cánh cửa hình hư ảnh bọn họ ba cái đang ở chưa từng hình đại môn trung đi hướng một cái khác không gian đêm tối kêu không khỏi khiếp sợ nói đây là cái gì bí pháp thuật sĩ không có khả năng xuyên qua ở bất đồng trong không gian đi lão lưu đáp lại nói này hẳn là không phải bí pháp mà là thượng cổ thần tích thăm thần thủ sở dĩ có thể trở thành siêu nhiên với thuật sĩ cùng tông môn ở ngoài tồn tại liền ở chỗ bọn họ từ bí cảnh trung tìm được quá vô số thượng cổ thần tích đây cũng là thuộc trên đường đứng đầu nhân vật đều không muốn đi treo chọc thăm thần thủ nguyên nhân. Nam Cung Trấn bản thân tu vi, nói không chừng còn không bằng chủ công, nhưng là, hắn nắm giữ thần tích khả năng liền đem thần đều không phải đối thủ. Trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai người đang ở không ngừng truyền âm công phu, đi ở phía trước Nam Cung Trấn đã ngừng lại, chỉ vào đứng ở cách đó không xa khung cửa nói, đây là ta muốn cho các ngươi phá giải mật văn. Lão lưu theo Nam Cung Trấn ngón tay phương hướng xem qua đi khi, chỉ nhìn thấy một tòa 3 mét tả hữu cao, một mét nửa khoang gỗ đỏ khung cửa trống trổng đứng ở bên mang sương trắng giữa lão lưu theo khung cửa hướng bốn phía nhìn qua đi lại thấy được từng khối mở tung thạch phiến những cái đó trên tảng đá có khắc đúng là hoàn tuyền mật đương trung ký hiệu lão lưu đi lên đi nhặt lên một cục đá nói ngươi là làm ta đem nơi này cục đá đặt ở khung cửa bên trong hợp lại sao không ngừng nam cung trấn nói tưởng đem cục đá hợp lại không tính khó khăn khó khăn chính là ngươi như thế nào phiên dịch ra mặt trên văn tự lão lưu ước lượng trong tay cục đá nói Ta muốn biết, một khi ta đua sai rồi, hoặc là dịch sai rồi sẽ thế nào?" Nam Cung Trấn trầm giọng nói, "Đua sai rồi sẽ chết người, dịch sai rồi sẽ chết rất nhiều người." Chương 1836, chiếc trung điện pháp. Nam Cung Trấn nói, "Bất quá, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi mạo hiểm trò chơi ghép hình, ta sẽ đem đá phiến đua hảo, chỉ cần ngươi phiên dịch mật văn là được." Lão Lưu nhìn về phía Nam Cung Trấn, "Ngươi dám xác định chính mình đua nhất định đúng không?" Nam Cung Trấn sắc mặt trầm xuống, "Ngươi tại hoài nghi lão phu?" lão lưu cười cầm lấy hai khối đá phiến nối tiếp ở cùng nhau thỉnh xem lão lưu không đợi nam cung trấn nói chuyện lại đem đá phiến mở ra thay đổi hai hạ một lần nữa đua ở cùng nhau ngươi lại xem nam cung trấn hai mắt bỗng nhiên trợn tròn mật văn như thế nào sẽ không giống nhau lão lưu nói nơi này đá phiến nhìn như bị người dùng trọng trưởng đánh nát trên thực tế lại là bị nhân tinh tâm tách ra quá rất nhiều hòn đá đều có thể dùng bất đồng phương thức đi ghép nối đua ra tới thượng cổ mật văn cũng không phải đều giống nhau bằng hữu vẫn là khăng khăng phải dùng phương thức của ngươi tới sao? Nam Cung Trấn lầm bầm lầu bầu nói một câu, bọn họ lúc trước có như vậy nhiều thời giờ sao? Mới phát giác chính mình nói đi rồi miệng, chạy nhanh ngậm miệng không nói. Nam Cung Trấn trầm mặt một hồi lâu, mới hỏi nói, Lưu Sư Gia có mấy thành nắm chắc đua hảo cửa đá, dịch ra cửa thượng mật văn. Lão Lưu lắc đầu nói, không có nắm chắc. Ta không dám bảo đảm dùng một lần là có thể đua đối toàn bộ bản đồ. Đêm tối kêu bị lão lưu một câu gấp đến độ liên tục chớp mắt, ý tứ làm lão lưu chạy nhanh sửa miệng không nghĩ tới, Nam Cung trấn thế nhưng ha ha cười nói, lưu sư gia đích xác có giao dịch thành ý. Ngươi cứ việc buông tay đi ghép nối mật văn, chúng ta bên này có rất nhiều người, thế ngươi chết. Nam Cung trấn giơ tay hướng không trung chụp hai hạ, chẳng được bao lâu công phu, trong sương mù truyền đến xiền xích vết đất tiếng vang, lão lưu theo tiếng xem qua đi khi, nơi xa đã đi tới một đội bị xiền chân buộc thành một chuỗi người. Những người đó tuy rằng các đầu bù tóc rối, nhưng là từ bọn họ gân quốc thượng lại có thể nhìn ra được tới, bọn họ đều có công phu trong người này đó là lọc vào âm dương khách điếm thuật sĩ. Nam Cung Trấn khinh miệt hướng những cái đó tù phạm trên người nhìn lướt qua, này đó đều là trộm vực giữa, những cái đó gà gáy cẩu trộm hạng người, mỗi người chết chưa hết tội, lưu sư gia không cần có cái gì cố kỵ, đại nhân buông tay làm. Nam Cung Trấn nói mới vừa nói xong, liền nghe thấy trong đám người có người phi một tiếng, nói chúng ta là gà gáy cẩu trộm hạng người, các ngươi thăm thần thủ lại là cái gì? Còn không phải cẩu trộm gà gáy chi lưu. Nam Cung Trấn cũng không tức giận, lưu sư gia, cái thứ nhất liền dùng hắn đi người này dùng tới cái 10 lần 8 lần đều không chết được. Lão Lưu tò mò nhìn về phía đối phương khi, lại thấy người nọ sinh một đôi rõ ràng so với hắn thủ đoạn muốn tiểu thượng rất nhiều bàn tay. Trăm tay trộn, trương trăm tay. Lão Lưu ánh mắt không khỏi một ngưng. Nghe đồn, trương trăm tay trường tới rồi năm sáu tuổi thời điểm, dáng người đã so cùng tuổi hài tử, cao lớn không ít, nhìn qua giống như là mười mấy tuổi tiểu hài tử, duy độc đôi tay kia không có lớn lên nhiều ít, nhìn qua giống như là có người đem hắn nguyên lai tay cấp bổ xuống, lại ở cổ tay hắn tử thượng tiết một đôi tiểu hài tử tay. Ngay cả trương trăm tay thân sinh cha mẹ, đều nhận định hắn là cái tàn tật, cảm thấy đem hắn lưu lại chính là lãng phí lương thực. Hạ quyết tâm liền đem hắn bán cho tạp kỹ gánh hát. Cũng chính là lúc này, trương trăm tay gặp gỡ thay đổi hắn vận mệnh người, luân hồi thánh chủ. Luân hồi thánh chủ nhìn thấy đối phương đôi tay khi, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, nói hắn đó là trăm năm khó gặp trảo bảo tay, cũng là vì trời sinh thành trộm tay. Luân hồi thánh chủ mua trương trăm tay, đem hắn đưa vào trộm môn, gần 5 năm thời gian, hắn đôi tay kia là có thể thiên biến vạn hóa, giết người, trọng bảo mọi việc đều thuận lợi, thần khí. Nghe đồn, trương trăm tay lợi hại nhất nhất chiêu tên là trọng tâm. Có thể tay không đem nhân tâm từ lồng ngực cấp đào ra, người bị hại thi thể lại còn có thể vẫn duy trì lấy máu không lưu trạng thái, thẳng đến ngộ tác nghiệm thi khi, mới biết được, người chết là bị người đào tâm. Năm đó, trương trăm tay đã quá tạp kỹ gánh hát, bao gồm hắn thân sinh cha mẹ, tất cả đều chết ở trộm tâm dưới chính là bởi vì trương trăm tay đôi tay kia quá mức nổi danh lão lưu mới có thể liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn trương trăm tay cười lạnh nói không nghĩ tới lão tử mất tích nhiều năm như vậy còn có người biết lão tử danh hào lão lưu không đi trả lời đối phương trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía nam cung trấn nam cung trấn cười nói lưu sư gia người ta tuy rằng đạt thành hợp tác nhưng là chúng ta ai đều không tín nhiệm đối phương đặc biệt là ta càng không tín nhiệm hai vị ta muốn giết đem thần dễ như trở bàn tay nhưng là, ta sợ giết đem thần lúc sau, các ngươi hai cái sẽ tự hủy hiệp ước. Đêm tối kêu trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng ký kết khế ước. Nam Cung Trấn lắc đầu nói, cái này địa phương, thiên đạo không thấy, quỷ thần mặc kệ. Khế ước, huyết thề đều tương đương là phế giấy một trương. Trương Trăm tay cười lạnh nói, năm đó tiến vào khách điếm người đều cho rằng khách điếm khế ước có thể bảo hộ chính mình, kết quả ai cũng không có thể chạy ra hắn độc thủ. Nam Cung Trấn, kỳ thật, ta đáng thương ngươi. Ngươi ở khách điếm có thể xưng vương xưng bá, lại không dám đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, ngươi lập tức sẽ bị năm đó khế ước phản vệ, sống không bằng chết. Nam Cung Trấn cũng không tức giận, trương trăm tay, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Trong chốc lát, sống không bằng chết người chính là ngươi. Lão Lưu khẽ nhíu mày nói, xin hỏi Nam Cung tiên sinh, ngươi muốn dùng biện pháp gì tới thực hiện chúng ta chi gian hiệp định? Nam Cung Trấn nói, đương nhiên là một cái chiếc trung biện pháp. Chương 1837, càng thêm bất an lão lưu không rõ nam cung trấn cái gọi là chiếc trung biện pháp là cái gì nam cung trấn lại bỗng nhiên bưng lên đèn dầu đem ngón tay đè ở ngọn đèn dầu thượng hướng ra phía ngoài liên tục bắn hai hạ hai luồng như là đậu nành lớn nhỏ hỏa điểm một trước một sau hướng trương trăm tay cùng mặt khác một người trên người bay qua đi hỏa đoàn tốc độ tuy rằng không mau nhưng là sinh ra lực đạo lại đủ rồi xuyên thấu trọng giác hai người xương sườn bị hỏa cầu đứt đoạn thanh âm rõ ràng lọc vào tai người cũng đi theo quỳ xuống trước trên mặt đất cùng là bị một cái xích sắt buộc trụ tù nhân rõ ràng liền ở hai người bên người không chỉ có ai cũng không dám tiến lên nâng, ngược lại liều mạng lui về phía sau, như là sợ dính vào hai người hơi thở. Lão Lưu trong tay cây quạt gần lay động hai hạ, liền thấy Trương Trâm tay miệng mũi toát ra khói đặc, đối phương tuy rằng là ở cắn chặt hàm răng quang, lỗ mũi trung lại lộ ra nhẹ nhẹ ánh lửa. Vừa rồi, đánh tiếng Trương Trâm tay trên người hỏa cầu, ở hắn lồng ngực thiêu. Cái này năm đầu mới từ lão Lưu trong đầu hiện lên, một cái khác bị hỏa cầu đánh trúng người, liền tới hồi loạn lăn kêu thảm thiết lên, từ hắn trong miệng liên tục trào ra phiến phiến ánh lửa, cũng chứng thực lão lưu suy đoán trương trăm tay một bàn tay gắt gao bắt lấy mặt đất mặt khác một bàn tay lại hướng người nọ trên người sờ soạn qua đi trong miệng gian nan nói câm miệng câm miệng nha trương trăm tay liền phải đụng tới đối phương thời điểm nơi xa trong sương mù bỗng nhiên truyền đến một cái mang theo lạnh lẽo giọng nữ ta đã tới thả bọn họ lão lưu nghe được thanh âm này thời điểm không chỉ có trao mày đầu hắn đối người nọ thanh âm có chút quen thuộc rồi lại cảm thấy vài phần xa lạ chờ hắn theo thanh âm xem qua đi khi nhìn đến lại là ăn mặc một thân đạo bào triệu nguyệt trúc triệu nguyệt trúc bộ dáng cũng không phát sinh cái gì biến hóa nhưng khí chất của nàng lại đã cùng ở hai giới đường khi hoàn toàn bất đồng mà nay triệu nguyệt trúc chính ứng lão lưu năm đó cho nàng đánh giá khuynh thành chi sắc tàn sát dân trong thành chi tư triệu nguyệt trúc chậm rãi đi hướng giữa sân nam cung trấn chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay hai luồng dẫn đốt trương trăm trong tay dơ hỏa điểm giống như là lưu hình giống nhau chậm rì rì bay trở về đèn thượng trương trăm tay đã bị đốt trọi miệng vết thương còn ở chậm rãi khôi phục khi lại đối với triệu nguyệt trúc hô ánh trăng ngươi đi mau đừng trở về đừng động ta và ngươi nhị ca chúng ta không chết được nhị ca cùng trương trăm tay cùng nhau bị bật lửa người kia hẳn là chính là tám đạo tặc trung xếp hạng đệ nhị xuyên sơn trộm trần thanh nham triệu nguyệt trúc chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái cũng đừng qua đầu đi nam cung trấn giống như là không thấy được triệu nguyệt trúc ở hướng chính bình trợn mắt giận nhìn trực tiếp đối lão lưu nói tháng này ảnh trộm chính là ta theo như lời chiếc trung biện pháp nàng có thể vài lần lẻn vào ta âm dương khách điếm, là có thể mang theo Lý Phách tránh thoát đem thần đuổi giết. Có nàng hỗ trợ, ta tưởng, Lý Phách hẳn là có thể kiên trì đến ngươi phá giải mật văn. Nam Cung Trấn thấy lão lưu nhíu mày, mới tiếp tục nói, lưu sư gia, ngươi ngàn vạn không cần cho rằng, ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi trước mắt người, là ánh trăng trộn, cũng không phải là triệu nguyệt trúc. Các ngươi năm đó về điểm này hương khói tình, đã sớm ở ánh trăng trộn trọng sinh thời điểm bị xóa bỏ toàn bộ. Nếu không, ngươi đường chủ, cũng sẽ không bị người đuổi kịp thiên không đường xuống đất không cửa lão lưu nghe đến đó khẽ gật đầu nói ngươi biện pháp ta có thể tiếp thu nhưng là ta như thế nào mới có thể xác định chủ công không có việc gì nam cung trấn đối với một cái tù nhân vẫy vẫy tay lại đây quỳ xuống đối phương nơm nớp lo sợ đi đến nam cung trấn trước mặt người sau lấy ra một mặt hình tròn gương đồng dơ người nọ không dám không ứng đôi tay tiếp nhận gương đồng dơ lên cao quá đỉnh nam cung trấn chỉ vào gương đồng nói ngươi mỗi thí nghiệm một lần liền có thể từ trong gương nhìn đến lý phách một lần, cái này giao dịch còn công bằng đi. lão lưu gật gật đầu nói, có thể. nam cung trấn cười nói, nếu chúng ta hai bên không có đáng nghi, vậy tiếp tục giao dịch đi. triệu nguyệt trúc lại vào lúc này mở miệng nói, các ngươi vì cái gì không hỏi xem ta có phải hay không còn có đáng nghi? ha ha ha, nam cung trấn cười nói, tám đạo tập trung có năm người ở trong tay ta, ngươi còn có đưa ra yêu cầu tư cách sao? triệu nguyệt trúc lạnh lùng nói, ở ta không trở về phía trước ta không hy vọng còn có cùng loại sự tình phát sinh. Nếu không, Lý Phách hẳn phải chết. Nam Cung Trấn hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn hiển nhiên là đối Triệu Nguyệt Trúc thái độ tức giận phi thường. Triệu Nguyệt Trúc lại nhìn về phía lão lưu, ngươi muốn dùng người huyết tế, ta mặc kệ, nhưng là không thể đụng vào tám đạo tặc người, bọn họ bị thương một cái, ta liền sát hai giới đường một người. Minh Bạch sao? Lão lưu thở dài nói, Triệu nha đầu, chúng ta. Ta kêu ánh trăng trộn. Triệu Nguyệt Trúc lạnh lùng nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt một cái, thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất mà đi, chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, lại đứng ở mấy cái tù nhân trước người. Đối phương kinh hải biểu tình còn không có rơi xuống, Triệu Nguyệt Trúc đôi tay tả hữu một phân, ngạnh sinh sinh đem đối phương đầu người chém rớt xuống đất. Triệu Nguyệt Trúc chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thấy chết mà không cứu, chết chưa hết tội. Liền biến mất ở vài người tầm mắt giữa. Lão Lưu phe vẫy cây quạt tay phải không khỏi dừng lại một chút một chút, nàng quả nhiên không phải Triệu Nha Đầu. Đổi thành Triệu Nha Đầu, nàng sẽ không giận chó đánh mèo người khác khi hai cái khoảng cách trương trăm tay, Trần Thanh Nham hơi gần người, nghiêm khắc thượng nói không thể xem như thấy chết mà không cứu, mà là không dám đi cứu. Đổi làm trước kia triệu nguyệt trúc, không chỉ có sẽ không giết người, thậm chí sẽ không bởi vậy sinh khí. Hiện tại ánh trăng trộn, không hề do dự đem hai người xử tử, trong mắt thậm chí không có một tia dao động. Cái này làm cho lão lưu trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Chương 1838, Tán yêu nơi. Nam Cung Trấn mang theo vài phần ý cười nói, lưu sư gia, thỉnh đi ngươi chỉ cần nói cho bọn họ, như thế nào đem đá phiến đặt ở cái gì vị trí thượng là được. Lão Lưu cầm lấy trên mặt đất đá phiến, tỉ mỉ khâu ở cùng nhau, lại hoạt động trong đó mấy cái đá phiến vị trí, mới đứng lên nói, thử xem đi. Nam Cung Trấn tùy tay chỉ hướng một cái tù nhân, ngươi tới. Đối phương nơm nớp lo sợ đi lên trước tới, nhặt lên đá phiến từng khối chồng vào cửa khung giữa. Cuối cùng một khối đá phiến bị áp vào chỗ trống vị trí đương khẩu, nguyên bản sắp hàng ở trên cửa đá phiến, đột nhiên gian hóa thành một cái huyết sắc xoáy nước ngay sau đó giang mười mấy đạo xích sắt từ xoáy nước giữa bắn ra khóa chặt đối phương tứ chi hướng xoáy nước giữa lôi kéo mà đi trên dưới một trăm nhiều cân người không hề phản kháng bị túng thượng giữa không trung đột nhiên hoàn toàn đi vào xoáy nước trung tâm lệnh người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết từ xoáy nước trung tâm quay mà ra xoáy nước phạm vi lại ở dần dần thu nhỏ lại thẳng đến biến mất mà đi lão lưu sắc mặt lược hiện ngưng trọng nam cung trấn lại ha ha cười nói lưu sư gia quả nhiên không giống thường nhân lão phu liền thử mười chín thứ mới mở ra huyết sắc xoáy nước. Lưu sư gia một lần là có thể làm được này bước, thật là không dễ a. À. Tới tới tới. Sư gia tiếp tục, chúng ta này trong khách sạn có rất nhiều người, sư gia cứ việc buông tay làm. Lão Lưu mở ra trong tay quạt xếp, Nam cung tiên sinh có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút thành ý. Lão Lưu ngoài miệng nói chuyện, trong lòng lại là ở tính toán chuyện khác. Nam cung Trấn nói hắn thứ 19 thứ ghép nối đá phiến mới xuất hiện huyết sắc xoáy nước, này liền thuyết minh phía trước 18 thứ ghép nối cửa đá thượng xuất hiện bảy rập cắt không giống nhau. Hơn nữa, Nam Cung Trấn đã sớm biết, đá phiến thượng mật văn không ngừng một loại ghép nối biện pháp. Hắn vừa rồi ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng chính là ở thử lão lưu. Nam Cung Trấn ha ha cười nói, hẳn là, hẳn là. Vài vị thỉnh xem. Nam Cung Trấn vất tay dưới, gương đồng giữa liền thả ra một mảnh hào quang, đem yêu vực tình cảnh thả xuống ở giữa không trung giữa. Yêu vực nhìn qua non xanh nước biếc, nhất phái đào nguyên cảnh tượng. Chính là, loại này an tĩnh lại làm người cảm thấy khó có thể danh trạng quỷ dị. Lão Lưu bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, nơi này sơn thủy là chết. Nam Cung Trấn vỗ tay nói, Lưu Sư Gia, quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, một lời trúng nít A. À. Lão Lưu còn không có tới kịp nói chuyện, hình chiếu trung liền có người nói ra cùng Lão Lưu đồng dạng lời nói tới. Nơi này sơn thủy đều là chết. Thủy bất động, thủ bất động, cũng có hình thái, không có sinh cơ. Nơi này đến tột cùng có phải hay không yêu vực. Người nói chuyện đúng là phong nếu hành đứng ở phong nếu hành bên người tần tâm cũng nói, ta nghe người ta nói quá, yêu tinh nơi chỗ đều là thần tú tạo hóa nơi, liền tính là vùng khỉ ho cò gáy cũng mang theo vài phần linh tính. Ta như thế nào một chút linh khí đều không cảm giác được. Lần này xông vào yêu vực, chỉ có tần tâm, nhiếp tiểu thuần, phong nếu hành, vương đồ tể bốn người. Vân thường, hạ mộng oanh đều bị bọn họ lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Vương đồ tể cũng nhíu mày nói, đem cửu vĩ hồ thả ra, hỏi một chút nàng. Phong nếu hành rung lên cấm hồn túi, đem cửu vĩ hồ hồn phách cấp ngã xuống trên mặt đất, tần tâm không đợi đối phương đứng dậy, liền dùng một cái màu đỏ dây thường thích chặt nàng cổ. Đó là Tô Tô lợi dụng khí vận bí pháp, biên chế ra tới bó yêu tác. Tuy rằng không đạt được có thể giam cầm yêu tộc trình độ, lại có thể áp chế đối phương khí vận, làm nó vô pháp chạy thoát. Tần tâm về phía sau vừa thu lại bó yêu tác, lên nhìn xem, nơi này là chuyện như thế nào. Cửu vĩ hồ vĩ khuất nói, tỷ tỷ, nhân gia đều đã bị các ngươi bắt, lại chạy không được, ngươi đừng như vậy hung sao. Cửu Vĩ Hồ nói chưa nói xong, Vương Đồ Tể đao liền đè ở đối phương trên cổ, đem ngươi mị công thu hồi tới. Chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng, còn dám chơi tâm nhãn, tiểu tâm ta lao ngươi cổ. Hảo sao? Cửu Vĩ Hồ nháy đôi mắt như là muốn khóc, kết quả bị Vương Đồ Tể một đao bình vỗ vào trán thượng, cấp đánh thành thật. Cửu Vĩ Hồ có thể mị hoặc chúng sinh, cũng không phân nam nữ, nếu ai không cẩn thận chúng nàng mị thuật, đều có khả năng lọt vào nàng khống chế cũng may hiện tại cửu vĩ hồ chỉ là một đạo hồn phách bằng không vương đồ tể cũng không dám dễ dàng phóng nàng ra tới cửu vĩ hồ hướng phụ cận nhìn một vòng sắc mặt kịch biến nói tỷ tỷ các ngươi đi nhầm địa phương công nhanh lên rời đi nơi này đây là tán yêu nơi vương đồ tể nghe đến đó không khỏi cũng là sắc mặt biến đổi làm đồ môn truyền nhân nàng sắc nghe qua tán yêu nơi truyền thuyết lại chưa bao giờ có nhân chứng thật quá tán yêu nơi hay không tồn tại tương truyền có chút đổ kiếp vô vọng nhưng là có thọ mệnh gần đại yêu sẽ ở trước khi chết cho chính mình tìm một cái mai táng thi hài địa phương, giống như là trong giới tự nhiên một ít đồ vật cũng sẽ như thế, chúng nó chỉ là bảo trì chính mình không có thành yêu phía trước bản tính, đại yêu vì bảo hộ thi thể của mình sẽ không bị đồng loại phân thực hoặc là bị người lột da róc xương luyện thành phát bảo, đều sẽ ở chính mình phần mộ phụ cận thiết hạ rất nhiều cấm chế, tán yêu nơi không hiển thật mạnh, mặc dù là thâm thần thủ cùng trộm mộ người cũng không dám dễ dàng tiếp cận. ở bọn họ trong mắt yêu mộ tuy rằng khả năng có dấu vô số bí bảo nhưng là cũng có thể hai bàn tay trắng. Cho nên bọn họ không muốn mạo nguy hiểm đi đánh cuộc yêu mộ đến tột cùng có thứ gì. Cho nên, tán yêu nơi mới từ không bị nhân chứng thật quá. Chương 1839, tán yêu nơi nhị. Vương đồ tể ánh mắt không ngừng ở núi xa gần thủy gian qua lại di động, trong miệng cũng ở thấp giọng lẩm bẩm, đây là cái gì đại yêu mộ tán. Cửu vĩ hồ rung rẩy nói, vương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lý giải sai rồi, tán yêu nơi ý tứ. Tán yêu nơi, là nói, nơi đó không ngừng là một tòa yêu mộ mà là mai táng vô số đại yêu vương tỷ tỷ chúng ta đi mau nơi này một thảo một một chúng ta đều không động đậy khởi a chạm vào nơi này đồ vật nói không chừng phải chọc phải đại yêu nguyền rủa như vậy chúng ta đã có thể thật xong rồi tán yêu nơi vương đồ tể nhỏ giọng nói âm dương khách điếm có thể hình thành tán yêu nơi rất có khả năng phong nếu hành đạo nếu đặt ở khách điếm ở ngoài không khó tìm tìm thần tú nơi đại yêu tuyệt không sẽ như là voi như vậy tập trung đến một chỗ ly thế hôn mê. Những cái đó đại yêu đi không ra âm dương khách điếm nói, bọn họ có thể lựa chọn địa phương liền cực kỳ hữu hạn. Này liền có thể giải thích tán yêu nơi ngọn nguồn. Không đúng. Vương đồ tể khẽ lắc đầu nói, ngươi đừng quên, âm dương khách điếm không gian đang xem. Bọn họ vì cái gì không lựa chọn một cái độc lập không gian làm chính mình hôn mê chỗ, kia không phải so như vậy chôn ở cùng nhau càng vì thích hợp sao. Nơi này vẫn là có cái gì, chúng ta không nghĩ tới bí mật. Vương Đồ Tể đang ở nói chuyện chi gian, bỗng nhiên cảm thấy nồng đậm sát khí, hướng mấy người phương hướng cùng áp mà đến, phong nếu hành, Vương Đồ Tể hai người đồng thời xoay người, chắn tần tâm cùng nhiếp tiểu thuần trước người. Cả người là huyết thắng câu, cũng mang theo một chúng cương thi hướng bốn người phương hướng súng lại mà đến. Thắng câu ánh mắt từ bốn người trên người đảo qua lúc sau, dừng ở tầng tâm trên mặt, đế. Đế hậu. Đem thần đẩy ra thắng câu nói, hắn không phải nhiếp tiểu thuần, cái kia xuyên hắc y phục mới là. Thắng câu không khỏi sững sờ ở tại chỗ, một đôi mắt ở tầng tâm cùng nhíp tiểu thuần trên người qua lại hoạt động vài lần mới nói nói chủ thượng ngươi nhận sai đi rõ ràng cái kia ăn mặc hồng y phục nhân tài là đế hậu tầng tâm gương mặt sẽ biến thành đế hậu chính là lão lưu vì mê hoặc đem thần động tay chân lão lưu dựa theo đêm tối kêu miêu tả đem đồ môn tất chứa một khối huyễn yêu cốt điêu thành đế hậu bộ dáng rót vào tầng tâm cán dù chỉ cần tầng tâm không rời đi huyết dù nàng là có thể bảo trì cùng đế hậu bảy phần tương tự bộ dáng đem thần nhàn nhạt nói các nàng ai là đế hậu đã không quan trọng thắng câu trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây cử vĩ hồ lại thét to chạy mau hắn muốn giết người đem thần ở cười lạnh chi gian cách không đẩy ra một chưởng cuồng bạo chưởng lực giống như sóng triều che trời lấp đất hướng bốn người thổi quét mà đi vương đồ tể phong nếu hành đồng thời xoay người đem tần tâm nhíp tiểu thuần đẩy hướng về phía cách đó không xa mặt hồ lại đồng thời xoay người cử quyền nên hướng về phía đem thần chưởng lực vương đồ tể phong nếu hành rõ ràng biết chính mình đối thượng tướng thần không khác châu chấu đá xe lại như cũ dùng hết toàn lực, vì tần tâm, nhíp tiểu thuần đi tranh đoạt xa vời sinh cơ. Hai người gần là cùng đem thần trưởng lực hơi vừa tiếp xúc, liền như là như diều đứt dây, hướng trên mặt hồ bay ngược mà đi, đồng thời lọc vào trong nước. Hai đóa huyết hoa ở trong nước phiên khởi nháy mắt, bị đem thần trưởng lực nhất lên sóng to, cũng từ trên mặt hồ quét ngang mà qua, đem kia nguyên bản phiêu phù ở mặt nước máu tươi tách ra vô tung. Đem thần một trưởng qua đi, nhíp tiểu thuần cùng tần tâm cũng từng người trồi lên mặt nước. Đem thần mặt vô biểu tình lại lần nữa nâng lên bàn tay, Thắng Câu không đợi đem thần ra tay, liền chắn đối phương trước người. Chủ thượng, ngươi không thể a? À. Đó là đế hậu, là ngươi một tiếng nhất khuyên mộ nữ nhân a. À. Đem thần lạnh lùng nói, ngươi tưởng ngăn cản bổn tọa? Thắng Câu trong mắt dãy dụ chợt lóe mà qua, thuộc hạ không dám. Nếu không dám, vậy tránh ra. Đem thần tùy tay đem Thắng Câu đẩy đến một bên, Thắng liên kết lão đảo vài bước mới xem như đứng vững vàng thân hình. Tần Tâm, Nhíp Tiểu Thuần sớm đã thừa dịp hai người nói chuyện đương khẩu ẩn vào trong nước tần tâm túng cửu vĩ hồ liều mạng lặn xuống đương khẩu cửu vĩ hồ la lớn tần tỷ tỷ ngươi mặc kệ kia hai vị tỷ tỷ chết sống các nàng là vì cứu ngươi mới bị người đánh vào trong nước sinh tử không rõ a à. ta có thể cảm giác được bọn họ còn sống một cái bên trái một cái bên phải các ngươi còn không cứu người a à. tần tâm nhiếp tiểu thuần không phải không nghĩ cứu người chỉ là các nàng không có biết rõ phong nếu hành vương đồ tể rơi xuống nước phương hướng mà thôi cửu vĩ hồ này vừa nhắc nhở hai người lập tức phân thành tả hữu hướng phong nếu hành bọn họ rơi xuống nước phương hướng bơi qua đi. Nhiếp tiểu thuần trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng, tần tâm lại ở du ra mấy mét lúc sau, bị cửu vĩ hồ kéo ở tại chỗ. Chờ đến tần tâm xoay người nhìn lên, cửu vĩ hồ đã mặt mang cười lạnh đứng ở trong nước, tần tâm tỉ tỉ, ta như vậy kéo ngươi, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Ngươi nếu là không buông ra ta nói, không chỉ có cứu không được người, còn phải bị đem thần tiếp theo trưởng chụp chết ở trong nước. Ngươi nghe trên bờ người ta nói lời nói, lại nghe một chút mặt trên tiếng gió, đó là đem thần ở ngưng tụ trưởng lực, hắn tiếp theo trưởng khẳng định kinh thiên động địa, ngươi mới tìm xuống dưới rất xa a. Chờ hắn một trưởng chụp được tới, ngươi đã có thể chết chắc rồi. Hảo tỷ tỷ, ngươi không suy xét suy xét, đem ta buông ra, chạy nhanh đi cứu người sao? Ngươi đã chết, các ngươi đã có thể đến thiếu cứu một người a. Chương 1840, như có lựa chọn tất không chọn ngươi. Cửu Vĩ Hồ liên lụy tầng tâm không được cười lạnh chi gian, đem thần trưởng lực ngưng tụ uy áp trở nên càng thêm mãnh liệt đem thần kia một chưởng tuy rằng ngưng mà không phát nhưng là bình tĩnh hồ nước lại ở đi theo hắn chưởng lực điên cùng kích động chỉ dựa vào này uy áp là có thể khẳng định đem thần một chưởng này đã mang theo khuynh đảo sông nước thần uy đương hắn một chưởng đánh rơi cả tòa tỉnh hồ liền khả năng sẽ không còn nữa tồn tại cửu vĩ hồ lại vào lúc này hì hì cười nói tần tâm tỷ tỷ ngươi còn không thả người sao tần tâm phủi tay đem bó yêu tắc hướng cửu vĩ hồ trên người một ném bay nhanh hướng nhiếp tiểu thuần tương phản phương hướng bơi qua đi cửu vĩ hồ vốn dĩ muốn chạy lại bị bó yêu tác cuốn lấy tay chân, một chốc tránh thoát không được, trơ mắt nhìn đem thần bàn tay từ trên mặt hồ đánh rớt. Kinh thiên động địa vang lớn lúc sau, nửa hồ nước lặng bị xốc thượng giữa không trung, hóa thành mưa to tầm tã mà rơi. Chính dừng ở đem thần trưởng lực trong phạm vi cửu vĩ hồ, bị đem thần một trưởng chụp đến chia năm xẻ bảy, truyền ở cửu vĩ hồ hồn phách thượng bó yêu tác, lại mang theo cửu vĩ hồ tàn hồn bay lên giữa không trung. Mênh mang trong mưa to một đạo tơ hồng có vẻ dị thường chói mắt. Đem thần đưa mắt chi gian, lại lần nữa nâng lên tay tới. Cửu vĩ hồ mắt thấy đem thần chuẩn bị ra tay gấp giọng hô, ta không phải hai giới đường người. Cửu vĩ yêu nghiệt, chết chưa hết tội. Đem thần cười lạnh khoảng cách không một quyền oanh hướng về phía không trung cửu vĩ tàn hồn. Bị mưa to nhét đầy hư không, như là ở đem thần trọng quyền dưới ầm ầm tạc nứt, đầy trời mưa to bị quyền phong cuốn phi, giống như một đạo không trung rít gào rồng nước, xông thẳng nơi xa ngọn núi, hợp với bẻ gãy mười mấy cây đại thụ lúc sau mới ngừng lại xuống dưới. Không trung bó yêu tắc sớm đã đã không có tung tích, đem thần lại như cũ là để sau lưng đôi tay sắc mặt âm lãnh nhìn chầm chầm cửu vĩ hồ biến mất phương hướng. Sau một lát, cửu vĩ hồ tràn đầy oán độc thanh âm liền từ hồ đối diện lành lạnh truyền đến, đem thần, ta bổn cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại đứng ra cho ta một quyền, ngươi chờ, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đem thần giống như không nghe thấy cửu vĩ hồ uy hiếp, đạm nhiên mở miệng nói, thắng câu, đi đem sở hữu hồ mồ đẩy bình, yêu vực hồ tộc giống nhau tàn sát sạch sẽ. Là, thắng câu cung thân mình ở đem thần sau lưng đi bước một chút đi, thẳng đến trời đi đem thần 10 mét có hơn, mới xoay người phất tay nói, thắng câu vệ, tùy bổn đem đồ hồ. Cửu vĩ hồ cười lạnh nói, đem thần, không cần bừa bãi, ta lập tức khiến cho ngươi khóc. Ngươi không phải muốn tìm đế vương sao? Ngươi không phải cảm thấy nhiếp tiểu thuần không phải đế hậu sao? Ta hiện tại là có thể làm nhiếp tiểu thuần biến thành đế hậu, làm ngươi vĩnh viễn tìm không thấy đế vương. Đem thần bước đi hướng trong hồ nước đi qua, nho nhỏ cửu vĩ, tự cho là hồn phách bất tử bất diệt, liền dám nói ẩu nói tả. Bổn tọa hôm nay chẳng những muốn đồ các ngươi hồ tộc, còn muốn cho ngươi hối hận được đến hồn phách bất diệt thần thông. Vậy thử xem. Cửu vĩ hồ thanh âm bỗng nhiên biến mất mà đi. Đi tới bên hồ đem thần, cũng bỗng nhiên ngừng lại, đối mặt bị hắn giảo thành một đoàn hồ nước cổng lên đôi tay, mệnh lệnh của ta, ngươi không nghe thấy sao. Nguyên bản đã rời đi ven hồ thắng câu, rồi lại đi rồi trở về, chủ thượng mệnh lệnh từ thắng câu vệ chấp hành là được, thuộc hạ còn phải trở về nghe theo chủ thượng điều khiển, miễn cho chủ thượng bên người liền một cái chạy chân thủ hạ đều không có đem thần lạnh lùng một chút nói, thắng câu, ngươi biết, vì cái gì ngươi vẫn luôn khó nhập đế vương pháp nhãn sao? Chính là bởi vì, ngươi quỷ kế quá nhiều, đảm đương không đủ. Làm tướng, khó thành đại tướng. Vi thần, khó thành lương thần. Ngươi trở về, rõ ràng chính là muốn nhìn một chút, ta sát không có giết cái kia cùng đế hậu giống nhau nữ nhân, vì cái gì cũng không dám nói thẳng đâu. Đem thần thanh âm như của bình đạm như nước, hắn phía sau thắng câu lại là thân hình hơi chấn, đôi tay theo bản năng tại bên người nắm chặt thành quyền đem thần liền đầu cũng chưa trả lời, nam nhân, ái mộ một nữ nhân phải hào phóng thừa nhận, chẳng sợ chỉ là đồ nhất thời tình dục, cũng không cần che che giấu giấu. Bản tâm mà thôi, bản tính mà thôi. Có gì không thể kỳ người sao? Thắng câu nói, đế hậu thân phận tôn quý vô cùng, thuộc hạ sao dám có ý tưởng không an phận. Ha ha, đem thần tất tiếng cười to nói, khó trách đế vương năm đó nói, như có lựa chọn, tất không chọn ngươi trở thành thắng câu. Không có nửa điểm can đảm, cũng xứng làm tướng. Muốn một nữ nhân, nàng là đế hậu lại như thế nào? Ta đem thần tưởng liền có thể đồ đế. Ngươi đâu? Tưởng cũng không dám tưởng đi. Lui ra đi. Nơi này không cần ngươi. Thắng câu thân mình lại đè thấp vài phần, chủ thượng, ngươi năm đó không phải cũng khuynh mộ đế hậu sao? Vì cái gì? Đem thần nói, năm đó, ta đích xác khuynh mộ đế hậu, chính là kia lại như thế nào? Cái kia họ lưu sư gia nói không sai, giang sơn mỹ nhân, tổng phải có sở lựa chọn. Ta lưu lại đế hậu, nàng liền sẽ khuyên ta nên đón đế vương, hoặc là dứt khoát kế thừa đế vương ý chí chống lại thiên kiếp. Bổn tọa nếu đã quyết định vào núi Hải Xưng Vương, liền sẽ không đi quản nhân gian thị phi. Cùng với cùng đế hậu tốn nhiều miệng lưỡi, chi bằng, dứt xong hết mọi chuyện. Đem thần thanh âm trầm xuống nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là tính toán chấp hành bổn tọa mệnh lệnh, đi yêu vực đồ hồ. Vẫn là, tính toán ở chỗ này ngăn cản bổn tọa. Nhớ kỹ, ngươi lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Thắng câu trong mắt, trong lúc nhất thời chuyển cái không ngừng, cũng không biết là ở cân nhắc lợi hại, vẫn là chuẩn bị ra tay đánh lén đem thần